Xin chào cả nhà, có phải trong cái thời điểm hiện tại thì điều mà chúng ta quan tâm nhất đó là dịp cuối năm, dịp Tết sắp đến rồi và chúng ta trang trí decor nhà như thế nào? Khi mà đồng hành với chúng ta đó chính là những cái dây đèn LED năng lượng mặt trời. Thì bây giờ nếu như cả nhà muốn biết thì hãy xem hết cái video này cùng với em nhé. Đây là dây hình hoa cúc và ánh sáng là màu vàng. Còn dây này là vỏ sò, vẫn là cái ánh sáng màu vàng nha. Đó chính là cái khung cảnh mà khi em trang trí đề con hay cái dây đèn LED này lên. Ngoài việc là nó giúp cho chúng ta khi nhìn vào sẽ đẹp mắt hơn nè, thì nó giúp cho cái không gian của mình thêm lung linh, huyền ảo hơn bởi vì cái ánh sáng màu vàng ấm cúng mà cái dây đèn này phát ra. Hai cái dòng sản phẩm đèn LED này nó sẽ có tên là đèn dây vỏ sò và đèn dây hình hoa cúc. Trên mỗi cái bóng đèn LED nó sẽ điểm tiết lên một cái chi tiết nhỏ như thế này. Nhưng mà khi chúng ta trang trí đề co lên thì cái dây đèn LED của mình nó sẽ được tạo điểm nhấn hơn nè, nó độc đáo hơn trên cái dây đèn LED của mình và trên cái không gian mà nó được trang trí thiết kế luôn nhé. Và cái dây đèn này thì nó sẽ được chống nước cho mình. Bởi vậy mình có lắp đặt ở ngoài trời hoặc là mình trang trí đề co nó ngoài trời, mình đi cắm trại dã ngoại hoặc là tổ chức những cái buổi tiệc liên hoan nè, tiệc sinh nhật của mình đi chăng nữa, thì mình lắp đặt, mình trang trí những cái đèn này ở ngoài trời thì nó cũng vẫn không có cái tình trạng là bị thấm nước vào luôn, và nó cũng sẽ không có bị chập cháy nổ hay là bị điện giật gì cả, và nó sẽ giúp cho chúng ta phát sáng một cái khoảng thời gian là từ 10 cho đến 12 tiếng khi mà ban ngày nó được sạc đầy đủ pin rồi ở cả nhà. Khoảng tầm 5 đến 6 tiếng thì nó có thể đầy đủ pin và nó hoạt động cho chúng ta lên là từ 10 cho đến 12 tiếng. Và cái dòng sản phẩm này nó sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng. Ở trên cái dây đèn thì nó sẽ là một cái dây kẽm, cho nên là khi mà mình quấn quanh những cái cây hoặc là quấn quanh ở trên những cái hàng rào thì mình cũng có thể tạo hình cho cái dây đèn LED của mình luôn. Nó sẽ sinh động hơn, nó sẽ thay đổi nhiều cái kiểu tạo hình khác nhau được bởi vì cái dây của nó là bằng một cái dây kẽm. Và cái dung lượng pin của cái dòng sản phẩm này là 500 mAh, cho nên là nó mới có thể hoạt động cho mình một cái khoảng thời gian lâu như vậy. Và hai cái dòng sản phẩm này thì nó không sử dụng bằng điện mà sử dụng hoàn toàn bằng cái tấm pin năng lượng mặt trời đi kèm. Bên em sẽ trang bị cho cả nhà đầy đủ những cái loại linh phụ kiện như là tấm pin nè, dây đèn là một bộ của nó, rồi có thêm là cái thanh để mà chúng ta gắn vào trong cái tấm pin để cắm xuống đất hoặc là cắm xuống bãi cỏ để cho cái tấm pin nó có thể hấp thụ năng lượng mặt trời và nó sạc vào trong cái dây đèn cho mình sử dụng. Mình cứ việc ghim vào đây rồi mình cắm cái tấm pin, lật ngửa cái tấm pin lên trên á, mình vặn cái con ốc này chặt lại nhé. Ở trên cái tấm pin nó có một cái chui và ở trên đèn nó cũng sẽ có một cái chui như vậy luôn để cho chúng ta có thể ghim vào rất là dễ dàng. Mình chỉ cần canh đúng cái chốt thì ghim vào dễ như thế này. Rồi mình sẽ vặn cái nút này lại để bảo đảm an toàn cho cái chui nhé. Xong rồi mình sẽ bật cái nút màu đỏ ở trên cái tấm pin nè, thì đèn nó sẽ sáng lên. Đây là màu vàng của dây hình vỏ sò, còn đây là cái tấm pin của dây hình hoa cúc. Và mình cũng sẽ ghim chui vào luôn. Mình không cần phải tìm một cái ổ điện. Khi mà mình đi chơi xa, đi cắm trại dã ngoại thì mình cứ việc mang theo nó, bởi vì nó được để trong một cái hộp nhỏ gọn như thế này nè. Rồi mình mang đem theo vẫn rất là tiện lợi, không có phải là đem theo ổ điện hoặc là dây điện cầu kỳ rầm rà. Mình sẽ mang theo rồi mình để ở dưới đất á, mình sạc cho nó, thì vào ban đêm á mình có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này được rồi. Và nó có thể thay đổi cái chế độ chớp nhanh chớp chậm của cái dòng sản phẩm này luôn nha. Bên em sẽ trang bị cho cả nhà mình cái remote nè, để mình có thể điều khiển nó từ xa luôn. Ở trên remote cũng có rất là nhiều chế độ để mà mình thay đổi nè. Và cũng như em đã nói thì hai cái dòng sản phẩm này sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng. Nếu như mà cả nhà mình có nhu cầu sử dụng và muốn biết thêm về thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật và giá cả của hai cái dòng sản phẩm này thì em sẽ để link ở bên dưới video cho cả nhà mình cùng vào tham khảo nhé. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem. Hoặc là mình có thể lên trang thầnđenviet.com của em để mà tìm hiểu thêm về những cái dòng sản phẩm dây đèn LED này nữa. Ở trên đó có rất là nhiều sản phẩm cho mình tham khảo. Bây giờ em sẽ kết thúc video ở đây. Nhớ like và đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.